Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn một dòng cát hoa to, mã số của nó là 142. Hoa của nó cũng có hương thơm các bạn. Hoa của nó màu cam, nhìn rất là đẹp. Và mình đang quay dưới ánh nắng. Khi mình quay dưới ánh nắng thì hoa nó sẽ có màu rực rỡ hơn một chút xíu. Và đây là trong mát. Hương thơm của nó cũng không có nhẹ lắm, mình đứng quay như thế này mà mình vẫn nghe được hương thơm của nó. Và cái y hình mình quay, giá thành của nó là 300.000 đồng.